Mới có một cái nick hỏi sao đường phố ở bên Mỹ sạch. Tại vì bên Mỹ nó ít người. Nói đùa vậy chứ thật sự rằng họ phạt nặng lắm, bên Mỹ phạt nặng. Quý vị ngồi trên xe mà mình xả rác ra đó, đằng sau gặp xe cảnh sát, hoặc là cái người nào họ dùng cái điện thoại và họ chụp được cái bảng số xe và chụp được cái hình mình liệng rác hay liệng một cái mẩu tàn thuốc, bảo đảm là $1,000, có giá mà. Không có xả rác ở trên đường phố, bạn sẽ bị phạt $1,000. Rõ ràng như vậy. Luật lệ Việt Nam mình, an ninh Việt Nam mình rất là giỏi, nhưng mà cái luật lệ của bên mình á, rất là lỏng lẻo. Bằng chứng là tại sao ở bên này, bên Mỹ này là chúng tôi không có những cái mạng Facebook mà chửi như ở Việt Nam. Lực lượng 47 ra đời hy vọng rằng lực lượng nó sẽ làm sạch sẽ cái cộng đồng mạng ở Việt Nam. Thằng cháu tôi nó làm ở trong Facebook. Nó nói bác biết không? Tụi cháu đó, không lẽ nó nói câu mà cảm ơn mấy ông Việt Nam, nhờ các ông mà tụi cháu đã được mướn vào làm việc. Thật sự rằng á, trong Facebook họ có nhiều nhân viên đủ các quốc tịch. Không có một nước nào mà gọi là dùng Facebook mà chửi nhau tàn nhẫn như Việt Nam ấy. Bên Trung Quốc, bên Đài Loan, Trung Hoa Quốc gia, Nam Hàn, Bắc Hàn, Cuba, họ có bao giờ họ chửi nhau như là kiểu Việt Nam này không? Mà thằng cháu nó nói cháu còn tệ hại hơn nữa, thưa bác biết không? Mấy bác mấy chú Việt Nam Cộng Hòa, trời ơi, toàn là cấp tá mới lại cấp tướng không mà ăn nói kinh hồn luôn. No Star Way là không sao đâu anh Hoàng Minh Hoan. Bởi vậy đó là nhà báo nói với ông Phan Kỳ Nhơn, thì ông Phan Kỳ Nhơn nó không biết tiếng Mỹ. Từ hồi hôm qua đến giờ là ông lãnh trợ cấp xã hội, cho tới bây giờ ông lãnh tiền già, 65 tuổi là automatic lãnh tiền già, không cần biết là có làm việc hay không làm việc. Tôi là ai, love là yêu, cầu là toilet. Tôi yêu cầu ông Phan Kỳ Nhơn thì mình dịch là I love toilet Phan Kỳ Nhơn. Tại sao tôi yêu cái toilet của ông Phan Kỳ Nhơn? Tại vì ông nói ông sẽ đâm đầu vào trong đó mà, nếu mà ở Việt Nam cái mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc qua không? Bây giờ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rồi qua rồi, rồi ông Donald Trump qua Việt Nam, cái toilet nó nằm ở đâu? À, chưa, bây giờ ông Du Miên đang đi bán 5.122 đồng một tháng. Phan Kỳ Nhơn bảo bây giờ tôi già rồi, tôi về hưu. Quý vị nào có lấy được cái đề làm chủ cái đền Trần Hưng Đạo, làm ơn ra lãnh dùm cho tôi. Ông khôn đến mẹ đi.
đèn ông thu từ xưa nay đến nay rồi, cái tượng mà cũ đó, cái tượng bằng Nguyễn Xuân Nghĩa đó, người ta nói là cái tượng nó tượng Nguyễn Xuân Nghĩa đó, đúc theo hình mà Nguyễn Xuân Nghĩa đó, đứng cái kiểu. Thế bây giờ đó, ông ăn bao nhiêu tiền rồi, ông Phan Kỳ Nhơn bây giờ ông bảo người ta đi vào người ta lãnh một tháng, ông Du Miên nói khai thành thật khai báo đấy, 5.122 đồng mỗi tháng. Nhiều, làm nhiều. Nếu không thôi thì tượng là đền Đức Trần Hưng Đạo sẽ mất. Cái tượng Trần Hưng Đạo cũ đó bán ở trên San Jose và giờ đang để ở chỗ bên trên San Jose. Ở cái trung tâm thương mại lớn nhất trên đường Story ấy, San Jose. Đây là có lời rồi. Đâu có mất đâu mà sợ.